Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cơn địa chấn chính trị Việt Nam Ngày 22 tháng 3, Báo Tiến Dân có bài bình luận Chuyện bình thường và bất bình thường xung quanh vụ võ văn thưởng bị phế trước của tác giả Jack Hammer Nguyễn. Thời báo chấm trích lược bài viết và giới thiệu đến quý khán thính giả nội dung như sau. Võ văn thưởng bị cách chức, võ văn thưởng chủ tịch nước trẻ nhất, võ văn thưởng chủ tịch nước ngắn nhất. Đại loại là như vậy, cái tên Võ Văn Thưởng thống lĩnh dư luận tiếng Việt trong và ngoài nước vài tuần lễ qua. Thế nhưng tôi thấy chuyện này đâu có gì đâu mà ầm ĩ. Chuyện bình thường, ông Thưởng thuộc loại hiền lành, không có khả năng gì và chắc chắn ông thuộc loại thành phần cách mạng. Theo lý lịch chính thức, ông sinh năm 1970, vào đại học năm 1988, ông học Đại học Tổng hợp Thành Hồ, tốt nghiệp năm 1992, khoa Triết học mác Lenin. Và đây là hình bài bình luận trên báo Tiếng Dân. Thế rồi cũng như các hạt giống đỏ hơi bị lép khác, ông cứ thế mà đi lên theo con đường đoàn phái, không tranh cãi với ai, mà nhất dạ nhì vân. Và quan trọng nhất là kinh điển Mát Lê ông thuộc lòng. Nhưng điều đó rất quan trọng vì nó làm cho ông thưởng lọt vô mắt xanh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng thuộc lào Mát Lê như ông thưởng. Lúc lọt vào mắt xanh của ông Trọng, thưởng là một cán bộ trẻ tuổi, được đào tạo bài bản. Không tranh cãi với ai, và đến lúc đó cũng chẳng điều tiếng gì một mr clean rất lý tưởng các phe phái dữ dằn của đảng thấy rằng ông thưởng cũng gọi dạ bảo vân nên cũng ok thế là ông trở thành một đồng chí long trọng viên cao cấp nhất vậy lên hay xuống đều ngoài ý muốn nhưng cứ làm long trọng viên như vậy chắc chả đến nỗi nào cái não nào là cái chức tổng bí thư sắp bị bỏ trống khi ông trọng về hù. không biết liệu ông thưởng có lâm le chức ấy hay không hay ông Trọng có ý định quy hoạch ông Thưởng thành người kế vị mình hay không? Nguồn tin mà chúng tôi có được thì ông không mấy tham vọng cái chuyện lên tới chức long trọng viên cấp cao nhất của đảng và nhà nước cũng nằm ngoài suy nghĩ của ông. Còn ông Trọng thì rất nổi tiếng với khái niệm người Bắc có lý luận của mình. Có nghĩa là Tổng Bí Thư phải là người gốc Bắc, ông Thưởng lại là dân miền Nam. Và đây là hình tứ trụ Việt Nam, sao ông Thưởng sẽ đến lượt ai bị loại nhưng biết đâu được, trong thời buổi kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa này, kiếm đâu ra người bắt có lý luận. Thôi đành chịu ông Nam Kỳ hiền lành này vậy, dù ông ấy cũng thuộc bài như mình. Thế là tai ương ập đến trong bản tin ngắn gọn và thẻ thọt về việc đồng ý cho ông thưởng thôi các chức vụ, ta thấy những lời lẽ rất mù mờ. Thiết nghĩ khả năng cao nhất là các phe lâm le cái ghế tổng bí thư cứ ra tay trước cho nó lạnh. Đồng ý là ông thưởng hiền lành, không tham vọng, nhưng ai biết đâu được, thôi đánh luôn cho chắc ăn. Chuyện bất thường, một số nhà quan sát chính trị từ nước ngoài nói với BBC rằng chuyện ông thưởng bị hạ bệ là cơn địa chấn chính trị của Việt Nam. Câu nhận xét này có hai mặt, không đúng và đúng. Không đúng ở chỗ, chế độ chính trị Việt Nam sẽ vẫn là một nhóm độc quyền cai trị. Dân chúng cũng vẫn vậy, cán bộ cũng vẫn vậy, có gì đâu mà phải xoắn. Nhưng nó đúng ở chỗ, ông Trọng, chúng ta nên nhớ rằng ông Trọng đã từng quy hoạch một người cũng thuộc một ngàn chữ Mark Lê như ông ấy là ông Trần Quốc Vượng. Ông Vượng cũng clean, không điều tiếng gì, nhưng đám Trung ương Đảng đánh ngã ông Vượng ngay từ vòng đợi ra. Nay họ quật ngã luôn ông Thưởng, tuy có vất vả và ồn ào hơn chút xíu, vì ông Thưởng đã lên tới chức vụ cao nhất của ngành Long trọng viên. Điều đó có nghĩa là hầu như chắc chắn không còn loại cán bộ thuần đảng, giáo điều, ít phe ít phái nữa mà là đám thực tế hơn không giáo điều và giữ tận hơn, địa chấn là như vậy. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cơn địa chấn chính trị Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cựu chủ tịch thưởng đã tử tế được bao nhiêu lần? Ngày 21 tháng 3, blog của nhạc sĩ Tuấn Khanh trên AFA bình luận ngày chủ tịch về làm người tử tế. Thời báo chấm trích lược bài viết này và giới thiệu đến quý khán thính giả nội dung như sau. Tin tức báo chí rầm rộ đưa sự kiện ông chủ tịch Võ Văn Thưởng rời ghế về làm dân thường, nhưng dường như không có nhiều nối tiếc trong công luận Ông Thưởng bị phát hiện những sai phạm, dính líu đến hối lộ và tham nhũng, thời còn nắm quyền ở Quảng Ngãi, tương tự như những kẻ vô lại khác, đã và đang bị vạch trần trong chiến dịch đốt lò của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và đây là hình bài trên blog Tuấn Khanh AFA. Hầu như người dân đón nhận tin tức này, nổi bật trên các mạng xã hội, chỉ có những lời diễu cợt hoặc chào tạm biệt mà không hề luyến tiếc. Nó phần nhiều khác biệt với lúc tin ông nhậm chức chủ tịch nước, lúc đó vẫn có đôi lời kỳ vọng về một người miền Nam trẻ có ít nhiều khác biệt với các quan chức cùng thời. Một năm để đánh giá con người chắc là cũng đủ. Sự thờ ơ của người dân cũng cho thấy những ngày tháng cầm quyền ngắn ngủi của ông không đem lại điều gì để cho người dân thương mến, thậm chí là ngược lại. Năm 2017, khi còn làm trưởng ban tuyên giáo Trung ương, ông Võ Văn Thưởng đã từng làm xã hội xôn xao với tuyên bố không sợ đối thoại, không sợ tranh luận. Vậy mà, đó chỉ là lời tuyên bố vui miệng của ông Thưởng. Năm 2024, ông Đỗ Minh Hiền ở Hà Nội, một người viết lý luận triết học riêng, khác biệt với triết học Mark Lenin, bị 6 năm tù. Không ai biết ông viết gì, lập luận ra sao, vì bởi ông chưa bao giờ có dịp được đối thoại hay tranh luận để nhận biết mình sai hay đúng trong giấc mơ mà ông thưởng vẽ ra. Và đây là hình ông thưởng tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước hơn một năm trước. Đỉnh cao không đối thoại của ông Thưởng là vào tháng 9 năm 2023, lúc án tử hình của Lê Văn Mạnh. Vào lúc đó có quyền lực nhất trong đời mình và có thể làm thay đổi có tính bước ngoặt của một vụ án oan đã kêu gào suốt 20 năm. Ông Thưởng đã chọn bịch tay, không đối thoại với người mẹ già khốn khổ, vác đơn quỳ trước cửa xin ông nhìn vào một lần những điều kết tội quái lạ của bản án. Một ngày trước án tử hình là giai đoạn nặng nề của cả xã hội. Nhìn đợi vị chủ tịch trẻ hy vọng được nghe đối thoại, hy vọng được nghe tranh luận về sự thật. Nhưng rồi, tất cả đều chìm trong nụ cười vô tâm của ông ta trên các trang tin nhà nước. Năm 2020, tại đại hội thành lập hội triết học Việt Nam, với tư cách là trưởng ban tuyên giáo lúc đó, ông Võ Văn Thưởng kêu gọi phải tạo nên những nhà triết học Việt Nam. Ông thưởng ca ngợi sự vĩ đại của triết học Hy Lạp, La Mã và nói Việt Nam cần có những nhà triết học tầm cỡ. Dường như ông quên mất Việt Nam cũng đã có triết gia hàng đầu được cả thế giới biết đến như Trần Đức Thảo đã chết trong im lặng. Nhưng có lẽ phạm trù triết học của ông Thưởng hoàn toàn khác với thế giới. Khi nhấn mạnh, hội triết học cần đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm triết học sai trái, thù địch, đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, đất nước. Tức triết học của ông Thưởng không dùng để nghiên cứu và các sự vật và hiện tượng của tự nhiên và xã hội mà chỉ nhằm để tiêu diệt các lý thuyết khác. Và đây là hình ông thưởng nổ khi mới nhậm chức. Vào năm 2023, cả nước kêu gào các vụ án oan cần được xét lại như của Nguyễn Văn Trưởng, Hồ Duy Hải. Cách làm ngơ dẫn đến việc xử tử độc ngột với Nguyễn Văn Mạnh đã làm những người có lương tri ở Việt Nam đều xót xa và lại liên tục gọi tên ông thưởng với niềm tin phập phòng. Tháng 2 năm 2024, những người quan tâm đến các vụ án oan ở Việt Nam đều chưng hững khi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký quyết định ân giảm hình phạt từ tử hình xuống tù chung thân cho 18 bị án. Lẽ nào núi đơn chồng chất suốt hơn một thập niên của các gia đình như Nguyễn Văn Trưởng và Hồ Duy Hải đã gửi sai địa chỉ, sai con người chăng? Nhưng những chuyện đó giờ cũng đã qua, vì Chủ tịch nước quyền thế đã bước xuống. Người đàn ông Võ Văn Thưởng đã trao trả mọi thứ và về nhà nói theo thủ tướng nguyễn tấn dũng khi thôi chức vụ là thôi hết mọi thứ để về làm người tử tế nhưng về sau khi sóng gió chính trường đi qua ngồi ngẫm lại ông thưởng có tự đếm xem mình đã là người tử tế được bao nhiêu lần hay không quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của kim vũ với bản tin Cựu chủ tịch thưởng đã tử tế được bao nhiêu lần xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo trong đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới